giờ này phải canh bánh. Sáng thì là ngủ có mấy tiếng đồng hồ, từ hồi gầm tới giờ luôn. À, bánh bà chạm còn 5-6 nồi nữa, chưa có chín, chưa có vớt nha. Phi chắc vớt quá, giờ này vớt hết nổi, mệt quá, lẹ tay còn chậm tay thì hết nha. Bánh ngon, bánh chất lượng, vừa rẻ vừa ngon, ăn rồi phải nhớ tới con nhỏ bán bánh u. À, em bán tới giờ này mà em làm với ông mấy chị không phải thương em. Ông nói em bán 75.000, mấy chị phải cho em 5.000, 5.000 cứ cái tá thành 80.000, 80.000 bỏ. Đó là ngày mai sáng em phải phục vụ cho mấy chị, để cho mấy chị có bánh ăn. Nó là em là yêu nghề chứ không có yêu tiền. Nhà tình thương mến thương mấy chị phải cho em 5-8 triệu nghìn bỏ em. Em còn em gặp tới giờ em chưa ngủ luôn ha mấy chị. Làm chủ mệt ghê không, múa này múa kia, quản lý mười mấy người. Con thằng hỏi nấu bánh ú có đậy nắp không. Con thằng nó vô nó cùng cùng mười mấy người lò bánh ú mà có mình em à, nhất kim chỉ độc quyền có người, phải điều khiển mười mấy người. Con thằng nó hỏi em mày nấu bánh ú có là hả, có đậy nắp không. À, người ta hỏi chứ nấu bánh uống mà không đậy nắp chứ nấu bằng cái gì ông Tú nội. Giờ này phải ngồi canh. Tới còn hai cô cháu nhỏ này nó ngồi nó lại chìm chìm chút xíu chứ nó ha 5-10 phút rồi nó để canh cho chắc tôi cũng dám rồi. Tôi giao cái đống bánh này chắc khá nó còn thế nào. Tôi phải ngồi canh.